dạ yeah, kính chào quý vị quay trở lại chương trình hội luận hàng tuần của anh em chúng tôi thì uh, giáo sư hạo nhiên lúc nãy có giải thích về cái vấn đề mà đi làm cho đi, đi xin làm ở chỗ các cái học khu uh, của trường uh, đại học cộng đồng um, thì bây giờ hỏi anh hạo nhiên là hồi đó lúc mà ăn vào á, thì cái tiêu chuẩn mà họ tuyển như thế nào lúc mình có nói sơ sơ về hoặc là tùy cái lớp phải không có cái bằng uh, cử nhân rồi cộng thêm 2 năm hoặc là có bằng Uh, associate bằng 2 năm cộng thêm 6 năm nữa. Thì nói chung á ví dụ như quý vị hoặc là có con em mà muốn đi làm cho các cái học khu á, thì tối thiểu như thế nào. Yeah. Thì uh, nãy nói đó là có hai loại uh, uh, không không có phải riêng gì, gì cái lớp mình dạy mà là lúc mà được tuyển vào. Nếu mình được tuyển vào như cái job hồi nãy là chỉ để dạy non credit thôi á thì cái tiêu chuẩn nó okay. coi như là bằng cư nhân. Uh. Có cư nhân cộng bao nhiêu năm đó hoặc là có associate cộng thêm 6 năm. Uh, nhưng mà để dạy một lớp mà credit bình thường ấy thì cái minimum là master uh, tôi muốn show một cái thí dụ ở đây trên cũng trên computer này nè là hiện giờ um, chắc coi kia trên computer này ha hiện giờ uh, coast community college district đang tuyển người dạy toán ừ. yeah. là cái ngành của hạng hai hạ như yeah. phải không? vâng. thì uh, cái căn bản uh, là master về toán phải có bằng cao học yeah tức là dạy ngành nào thì cái dễ nhất mà để dạy cái đó là bằng cao học về cái đó tức là cử nhân xong học thêm 2 năm nữa lấy cái bằng cao lấy bằng học. cao chuyện, học chuyên ngành yeah. toán yeah. còn uh, có một số ngành á, thì nó nó hơi khác có thêm một cái 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 option khác chọn lựa khác là thí dụ như là bằng bachelor thì về toán nhưng mà bằng master thì lại là một cái gì đó liên quan ví dụ như statistics oh. physics hay là math education đó thành ra nhưng mà dễ nhất thì vẫn là muốn dạy cái gì thì lấy cái master của cái đó à. đó cái đó là dễ nhất còn có những cái chuyện cái 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 cái, kia thì là khác mà cái này là tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn của tiểu bang tiểu bang tiểu bang tại vì tiểu bang họ hỗ trợ tiền cho các học khu community college cho nên họ đặt ra điều kiện là mấy anh không có được tuyển người dưới cái tiểu nhận như thế này rồi ok và anh hảo nhiên nói về bằng, bằng cao học rồi còn có cần cái chứng chỉ đi dạy không nhiều nhiều ừ, không Uh, community College thì lại không cần chứng chỉ đi dạy. Tức là cái teacher certificate, không? Yeah. Cái, đó không cần. cái đó, cái đó thành ra Community College khác với high school. High school là tối thiểu là phải có cử nhân, nhưng mà phải có cái credential, phải có cái chứng chỉ giáo dục để người ta biết là mình có khả năng dạy. Uh. Tại vì cái kiến thức về toán là một chuyện, nhưng mà cái khả năng dạy là chuyện khác. Uh. Uh, đó nhất là dạy học sinh high trung học. school đó uh. học sinh trung học đó là đây là những em teenager. Uh người mà không biết à. không có biết điều với teenager làm hiểu sao rồi. mà dạy đúng không ạ? À, còn trong khi đó community college thì một mặt đấy thì họ đòi hỏi cái kiến thức toán cao hơn là um, là master nhưng mà về cái chuyện mà khả năng dạy ấy thì họ để cho các trường tự lo và muốn anh nào vô mà anh dạy không được thì tự tự lo mà đuổi Ô, anh à. đi. Đó. Chứ còn um, họ coi như là khi mà một người nào đó đã quá 18 tuổi rồi vô học community college rồi thì cái chuyện mà dạy cho người ta học nó dễ hơn là dạy cho con. Dạy người lớn dễ hơn học trẻ con Chịu tại vì người, người lớn đã có um, tinh thần trách nhiệm rồi, người lớn không có um, cần phải gọi là nắm tay dẫn dắt từng bước từng bước rồi uh, dặn dò gì thì biết nghe à. còn trong khi đó là dạy teenager thì nó hoàn toàn khác, cái 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 cái, cái skill set nó khác. Mà như cái nghiệm của anh Hạo nhiên anh thấy là sinh viên của trường đại học cộng đồng đa số là lớn tuổi hơn phải không? Cũng có 18 cũng có 20 18 cũng nhưng có nhưng mà trung bình là đó. cao hơn. Và tùy trường đó quý vị mà vô học trường OCC sẽ thấy là bên đó rất nhiều em mà mới trung học ra. À. Nhưng mà quý vị mà quay sang thí dụ như là um, Cypress College đi hay là Coastline College quý vị sẽ thấy rất nhiều người mà độ tuổi từ dự mid 20s từ 22 23 24. Yeah. À, vậy thì cái lúc mà anh lúc mà nói chung là mình đi xin vào đó không cần phải có bằng tiến sĩ PhD hay là JD hay mấy những cái ngành không cần phải bằng có bằng tiến sĩ nhưng mà có bằng tiến sĩ thì, thì lợi hơn. Thì là tại vì à. lương cao hơn. Nhưng mà đó không phải là một cái tiêu chuẩn. Nó à. không phải là tiêu chuẩn mặc dù ấy, là thí dụ nhất là người nhất là job full time đấy thì thì à. nhiều khi cái trường đó họ tuyển ấy, mặc dù là minimum là master nhưng mà nhiều khi họ chỉ muốn họ chỉ muốn người có PhD thôi thí dụ vậy. Uh, đây là cái bảng lương của giáo chức ở Coast Community College District. Uh, này là full, cột, time. full time. Full time. Cột Thế... thứ nhất là chỉ có bằng master thôi, oh. mà không có kinh nghiệm. Nhưng mà thường thường thì ai vô cũng có kinh nghiệm thì là thường thường là step, cái step dưới này cái cái phí bên này là step. Uh, tức là từ cột thứ nhất cho tới cột thứ năm ấy là tùy vào bằng cấp. Oh. Cái bằng cấp của Còn mình. Từ trên à. xuống dưới này là tùy vào năm kinh nghiệm. Oh. Thành ra Số 1 này á là người có bằng master trơn. Yeah. Chưa có kinh nghiệm gì hết. Chưa có kinh nghiệm gì hết. Là có kinh nghiệm thì nó à, sẽ yeah. xuống dần dần dần, yeah, dần đây. hơn nữa. À. Rồi có những người học master rồi sau đó họ học thêm bao nhiêu unit đó thì họ chạy nhảy qua cái cột thứ thì. hai, à. cột thứ ba, cột thứ tư rồi người có bằng doctorate thí dụ như PhD hay là JD hay MD đấy yeah. à, thì là sẽ là cái cột Các sau cùng, cùng đây. Thứ 5. Ok. Đó. thành ra có những người ví dụ như là họ đi dạy mà họ vẫn học thêm cái này cái nọ đi là để họ đổi, để đổi, 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 đổi. column. Còn người nào đã có doctor rồi thì là đi 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 dạy là cứ ở đó xong rồi cứ ngồi mà chờ mà thêm kinh nghiệm để cái lương nó tăng thế. Cái kinh nghiệm đó thì họ tính như thế nào? Ví dụ mình nói là mình đi đi làm chứ không trước giờ không đi dạy, có bằng master hay là bằng uh, có bằng master đi, bằng cao học xong là đi làm về cái ngành ví dụ như lúc nãy mình nói chuyện media chẳng hạn, uh, hoặc là những cái ngành về toán đi làm thôi chứ không đi dạy thì họ tính là cứ một năm mình đi làm là tương đương với một năm để mà theo cái 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 hay là khác phải không ạ? Không. Um, vì các trường community college tổ chức theo district. Thành ra cái bảng lương này và cái dùng cái bảng lương bạch nào đó, nó tùy vào cái district đó. Ừ. Mà cái chuyện mà nó tùy um, tùy cái district nào ấy lại nó tùy vào cái negotiate giữa cái district không? Với cái người xin Mình định. với với không phải với cái người mà oh. với cái nghiệp đoàn giáo chức. Oh, oh, oh. thành ờ. Thành ra có, cái, có union Oh. thành ra có một cái collective bargaining agreement tức là có cái hợp đồng mà do um, thương thuyết tập thể mà ra thỏa thuận giữa, với thỏa thuận nhau. giữa tập thể giữa union giữa nghiệp đoàn và à, học khu. district và học khu thành ra thường thường ấy, đi từ học khu này tới học khu khác thấy nó khác nhau chút xíu về căn bản thì nó giống nhau nhưng mà có khác nhau chút xíu ví dụ anh hỏi là kinh nghiệm như nào yeah. thì tính hầu hết các district ở quanh khu này tôi ở xa xa tôi không biết Nhưng mà quanh khu này hầu hết các district Chỉ tính kinh nghiệm đi dạy community college Chứ không tính các loại kinh nghiệm khác Đi làm không tính Đi làm không tính à. Dạy high school không tính Dạy UC Cal State không tính Như vậy là an Hảo Nhiên là 14 á Là 14 năm kinh nghiệm đó là tính là 14 năm đó Rồi tùy district nữa oh. Có district đấy Nó chỉ kể kinh nghiệm <laughs> ở trong district của đó thôi oh. thôi à, district <laughs> khó khác tới không kể Rồi có những district đấy thì ý là ý là chấp nhận chấp nhận cái kinh nghiệm à, kia à. đó nó là tùy vào cái cba okay. cái cba nói gì thì cứ thế mà làm thế là thôi yeah. okay. vậy cũng, cũng um, hay ha mà nó cũng thay đổi theo thời gian nữa ví yeah. dụ như là cái thời gian mà có cái trick, trick nào họ có tiền ấy, thì họ mới ok cho chấp hết cộng kinh nghiệm mà các district khác ở đâu tới thì tôi cũng welcome là tại vì đem cái kinh nghiệm đến với chúng tôi thì Chắc, chúng tôi uh -huh. rất là mừng cái xong đến lúc mà tiền nó hơi thiếu thiếu mà tới lúc mà renew cái contract thì họ đòi dịch cái đó lại Bảo thôi 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 bây giờ chỉ có kinh nghiệm ở đây thôi ví dụ vậy không? rồi có những cái district mà thực là kẹo ấy hoặc là cái nghiệp đoàn nó thực là yếu ấy thì người ta coi như là ai bước vô cũng bắt đầu từ step one hết số 0. là từ số không hết <laughs> bất kể kinh nghiệm gì đó, thành ra cái đó nó tùy vào cái sự thương thuyết giữa nghiệp đoàn và học khu hay nói vậy bây giờ mới hiểu à, vậy bây giờ mình nói chuyện thêm nữa rằng là về cái uh, lợi lợi ích hay là lợi tức để đi là đi dạy hoặc là đi xin vào đó thì như một giáo sư á trơn học là học làm đi dạy dạy học full time hoặc part time thì có những cái lợi ích như thế nào. Cái lợi ích đó nó cũng nằm trong cái CBA luôn. À là tại vì nó là thương thuyết giữa nghiệp đoàn với lại học khu. thí yeah. yeah. um, dụ như bây giờ nói riêng về Coast Community College yeah. thì Cái cái học khu của tôi đó thì cái nghiệp đoàn um, Um, part-time họ có nghiệp đoàn riêng và dân full-time à, có rồi. nghiệp đoàn riêng. Đúng rồi. Thì uh, cái cả hai nghiệp đoàn đều khá mạnh. Cho nên đòi hỏi được khá nhiều benefit cho nhân viên. thí yeah. uh, dụ như là ở học khu của Cost đấy của tôi đó là ai mà dạy part-time mà dạy trên 7 rưỡi unit, 7 unit rưỡi, 7.5 unit thì được benefit một semester, một semester. À uh. Semester nào mà dạy trên 7.5 unit thì semester đó được benefit, semester sau mà không dạy đủ thì không được yeah. benefit. Thì cái lợi ích đó như cái gì là cái gì? Thì uh, health nè, dental nè. Oh. Yeah, như là một người full time vậy. À, còn trong khi đó là thí dụ như là dạy ở um, Rancho Santiago là ở Santana College là ngay gần đó thôi, lái xe có chút xíu là tới. Thì bên đó lại cứ part time là no benefit. Oh. Yeah. Mà full time thì là full benefit. Đó, là ah. tại vì cái nghiệp đoàn part time đó khá yếu. À. Yeah. Um, 7.5 tức là ở nói chuyện về course đi tại vì mình rằng nhất cái chuyện đó, 7.5 tức là bao nhiêu bao nhiêu tiếng hoặc bao nhiêu lớp. 7.5 là tương đương với 7.5 lớp đứng lớp. Thành ra thí dụ như là tùy mình học lớp ấy, lớp 4 unit thì là 2 lớp thành 8, tức là trên 7.5. Lớp uh, mà 3 unit mà 2 lớp thì là mới có 6 thôi, nhiều khi dạy thêm một lớp nữa, 3 lớp thì yeah. là 9 thì là trên 7.5. Tức là trung bình dạy 1 2 lớp hoặc 3 lớp thì có thể gặp được cái thì tiêu chuẩn đó. Có thể đủ cái tiêu chuẩn uh, đó. Rồi. vâng hay quá nói phải còn nếu nói nhiều nữa bây giờ cái lần lần sau đó là mình sẽ nói chuyện về cái lợi lợi ích với lợi tức nhiều hơn thì giờ chúng tôi tạm ngừng chương trình cho uh, chương trình quảng cáo của đài.